Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Ban biên tập chương trình xin được gửi đến quý vị những nội dung chính sau đây. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam rời Hà Nội lên đường dự hội nghị Trung Quốc ASEAN Kexpo và hội nghị thượng đỉnh thương mại đầu tư Trung Quốc ASEAN Kabit lần thứ 20 tại thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 9 năm 2023. Theo lời mời của Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Đoàn đại biểu chính thức của Việt Nam cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự hội nghị KXPO và hội nghị KBIT có Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh, Bí thư tỉnh ủy Lạng Sơn Nguyễn Quốc Đoàn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Thành, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Danh Huy Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến. Trong hai ngày ở Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có bài phát biểu quan trọng tại lễ khai mạc Hội trợ Trung Quốc ASEAN KXCO và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại Đầu tư Trung Quốc ASEAN kabit lần thứ 20. Hội trợ KXCO và Hội nghị KBIT được Trung Quốc và ASEAN đồng tổ chức hàng năm tại thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc là một trong 10 hội trợ triển lãm hàng đầu của Trung Quốc. Trong 19 kỳ hội trợ trước đây, Việt Nam luôn có lãnh đạo chính phủ tham dự và là nước có số lượng gian hàng doanh nghiệp tham gia nhiều nhất trong ASEAN. KXPO và Kabit lần thứ 20 năm nay có chủ đề Cùng xây dựng ngôi nhà chung, cộng đồng chung vận mệnh hướng đến tương lai, thúc đẩy sáng kiến vành đai và con đường phát triển chất lượng cao và xây dựng trung tâm tăng trưởng kinh tế. Nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc-ASEAN, đoàn doanh nghiệp Việt Nam tham gia hội trợ tiếp tục có quy mô lớn nhất ASEAN với 250 dân hàng trên diện tích 5.000m2. Chuyến công tác của Thủ tướng lần này tiếp nối xu hướng phát triển và đạt nhiều kết quả tích cực trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, đặc biệt là sau chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cuối năm 2022, cũng như các cuộc trao đổi cấp cao từ đầu năm 2023 đến nay, và gần nhất là Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Trung Quốc dự hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 14 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Thiên Tân, Trung Quốc vào tháng 6 năm 2023. Việc Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự cả Expo và Cabit lần thứ 20 thể hiện sự coi trọng của cả hai nước đối với quan hệ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, quan hệ hợp tác ASEAN-Trung Quốc và quan hệ giữa các địa phương doanh nghiệp Việt Nam với tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, thể hiện sự tin cậy chính trị cao độ, tinh thần đồng chí anh em, khẳng định đường lối đối ngoại của Đại hội 13 của Đảng, độc lập, tự chủ, vì hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại những nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại